cả như hữu duyên nha, gặp giúp người đó đi. Ai đây nữa? Có ba đấy hả? Ba chỗ đi hả? Trời ơi, bà cho này cho. Cho xíu nha. Dạ, con biết rồi. Ở thăm cái con chạy lại. Dạ, thì hỏi thăm chút xíu đi. Báo một mình hả? Không con cái chân hả? Dạ. Nhà trọ đây luôn hay gì hả bà? Mướn nhà trọ. Vậy là bà làm nghề gì số? Bán số, bây giờ bán không nổi nữa. Bà ngồi vậy đó hả? Dạ. Vô đây nè con, vô đây nè con. Chân hai chân đi không nổi hả? Còn chưa bà bán, lúc bà còn thẻ bà bán chừng 5 cái dụng tờ là thì nhà hơi yếu bà không đi bán được. Đừng giúp đỡ. Hơi yếu nha. Không có người thân, không có con cái chân nha. Có anh mẹ anh cũng như là anh em bà con á. Anh của nhà anh kế bên nè. Vô này nữa. Làm gì thở dữ vậy? Mệt hả? Bị gì mệt? Là tim, ý là nó tim huyết áp hay là gì á, hay là nhức này nó mệt. Huyết áp nữa. Huyết áp ha. Giỏi cho cảm mà đi. Bao nhiêu tuổi rồi? 72 hả? Tên gì? Lệ. Tên Lệ ha. Nó lớn lớn lên chị nói. Sao có mày chơi bà mệt mà nó lớn sao nổi. Mệt. Lệ chị Lệ. Lệ ha. Con biết hoàn cảnh thì mốt tụi con vô con ghi hình rồi xin bà con gửi tiền hàng tháng, ví dụ 200 300 gì cũng được thì con liên lạc vậy chân á. Ha. Ừ, có mua thuốc uống không? Không có. Có mua lúc mà có bán số được, có mua thuốc uống mà giờ mua bán không được. Trời nằm mà không có quạt máy là sao vậy? Có nè. Ồ nóng dữ trời nha. Không, đừng bạc cho con. Ý sợ bà nóng. Không có. Tốn tiền điện lắm, người ta tính. Tốn tiền điện hả? Dạ, không quạt. Không có dám mua bán được, bà sợ tốn tiền á, bà không nóng nổi. Dạ. Nhà này tháng cũng 700 ngàn rồi. Mày giấc này làm gì ra tiền đóng tiền. Vô đây nè mấy bạn, vô ngồi chơi chơi. Bữa nào vô ghi hình ấy cho gạo, có cho gạo, gạo con đi ở xóm ăn cho gạo nhóc chứ nè. Tại không có biết ai cho tiền không có nhiều, nhưng mà gạo hàng tháng ăn cho hoài à. Gạo dưới 200, gạo 200 đồng hoài hả? Nhất nhà này cái shop làm như sưng phải không? Giờ hơi bị đau nè, bây giờ bán số lúc trước mới bán được 58 thì sao lại không đi bán được, bây giờ có đau quá đi bán được. Nhìn cái khớp, mấy con sợ mấy khớp, nhưng mà chân em có vậy nè, khớp mà nhìn cái nhà của anh cái bên này nè, anh cũng khổ nữa, anh cũng bị lật hộ mà lật ly á, anh cũng không có lo được. Nha. Có anh còn vợ con anh nữa, thì từ cứ giúp đỡ được cho bà chị anh đó thì cũng giúp. Không có đó anh nói thiệt là vậy. Đúng rồi, em thì giúp không nhiều không ít, nhưng mà hàng tháng nhiều em giúp đỡ được. Còn nếu mà bệnh hoạn nhiều thì em mới giúp nhiều, còn em về em nhiều mới mốt con đi bệnh viện nhiều thì em đi thông tin bệnh viện viết là phải thông tin chính xác là mới được. Còn giúp đỡ hàng tháng là gạo 200 bình thường. Được, rồi cái đó chuyện bình thường, em biết trong cái chỗ thôi, cái chỗ như sừng dữ lắm nha. Nhìn hai chân mình nè, hai chân. Bự nè. Quá trời, ôi nóng lên đau hả? Trời ơi, đau hả? Không còn có cái gì vậy á. Hữu nhỏng hữu duyên thôi, nhưng hữu duyên nhưng em bắt con gấp gạo mấy anh em con đem gạo rồi vô cho ăn rồi tiền mà thì lâu lâu con có được được anh không sao. Dạ đơn độc mà, tại vì em bên thường thường em giúp những người già, những người neo đơn thì không à, trẻ trẻ ít giúp đó, không phải là không giúp, bệnh hoạn mới giúp, còn bình thường là trẻ trẻ xin gạo giết em cũng không cho. Hôm nay lì xì cho 200 nè, không có gạo, hết gạo rồi. Chiến sao đi, nó xuống nó cũng đặt sao cho nó biết đây rồi nữa nó xuống được. Mới mốt biết ở nhà thường xuyên luôn hả? Dạ, ở đây cậu. Gửi giờ gửi bà 300 đi. Dạ, mua thuốc uống nha. Rồi anh cũng có bà nhiều nha. Không tiền cũng có em đâu, có bà con á. Tại vì em nếu mà cho số tiền nhiều á, em phải gần nó là kỹ. Còn tiền ít thì giúp bà con giúp được. Tại vì không phải là một tiền của em nữa, tiền của bà con, anh chị em, bạn bè của em đó. Ta gửi về, ta tin tưởng gửi về thì mình phải làm cho chính xác. Anh cũng cảm ơn là cộng đồng. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn mấy đứa em luôn. Dạ. Cảm ơn mấy đứa em luôn. Để mua đồ ăn với mua thuốc uống. Đồ ăn rồi chừng nào mà ở chính xác cái phòng này luôn thì mấy mốt mà từng ngày đi về phát gạo là chạy vô đây cái cực chơi. Nha. Có gì cho anh số điện thoại. Dạ. Cho mọi cái gạo ăn em. Dạ dạ bữa nay không có em gạo theo chúng mình mấy mốt có đi nữa cũng mấy mốt đem cũng được nữa, không có em gạo theo. Mấy người này là mấy người đây người ta cấp em con cấp dưỡng hàng tháng vòng vòng khu này mấy em mới hộ. Tại em kêu qua đây nè. Chứ không tại vì đi bữa nay đi đột xuất gặp cô là đột xuất.
Chứ bên đây là hàng tháng đi vô cấp gạo cấp tiền, cấp bà bên kia thì 500 tháng, 500 tháng. Tại vì xác minh hoàn cảnh này kia kia nói xong rồi mới gửi. Anh Tương hả? Trời ơi, bạn Tương đỡ con nước mắm. Nói chứ Tương không phải là nó giống cái láo nha. Bị bà không phải, không phải thì kia bà anh gì đấy, có ăn cũng ngộ nữa. Dạ. Giờ anh cũng không có gì. Vậy thì mai mốt mà biết có không có đồ ăn, con sắp khô, bác ế quá trời luôn. Anh thấy đồ cưng á. Anh thấy đồ cưng rồi anh mới kêu đây dạ. Cũng như là em phỏng vấn giúp đỡ. Dạ. Bữa nào vô cái con cái vậy đó. Dạ. Nha, giữ tiền ăn uống đi rồi bữa vô nữa. Nha, yên tâm nha. Biết ngay phòng này luôn biết rồi. Dạ. Nhà trọ này bà không có vô một lần thôi.